Xin thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Thưa quý vị khán giả, VTV đặt tiêu đề Thủ tướng Phạm Minh Chính sang Thái Lan gặp người đẹp, thống nhất úp sọt ba que, Y Quynh chạy lên mây. Thưa quý vị, bởi vì các bình luận gia của truyền thông thổ tả, tổ chức nhân quyền thổ tả, dân biểu teo não mì xe steel, vẫn còn nước còn tát, cố đấm ăn xôi khi cho rằng kể cả Tòa án quân sự đặc biệt Thái Lan ra phán quyết dẫn độ Y Quynh cho phía Việt Nam, nhưng Thủ tướng Thái Lan có quyền từ chối nếu đặt vấn đề nhân quyền lên trên hết. Trong nội dung video này, VTV sẽ cùng quý vị tìm hiểu một số góc cạnh xung quanh nội dung vừa nêu trên, đồng thời tìm hiểu vụ Thái Lan từ chối dẫn độ tội phạm mà Hoa Kỳ yêu cầu như thế nào. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, trong chuyến tham dự hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan khác, vào tối ngày 9 tháng 10 năm 2024, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã gặp Thủ tướng người đẹp Thái Lan Sinavacha. Hai thủ tướng rất hài lòng trước sự phát triển tốt đẹp giữa hai quốc gia. Hai bên nhất trí tăng cường tiếp xúc trao đổi cấp cao và các cấp, chỉ đạo các cơ quan hữu quan triển khai hiệu quả cơ chế hợp tác song phương, tích cực hành động triển khai quan hệ đối tác chiến lược tăng cường giai đoạn 2022-2027 trên tất cả các lĩnh vực. Thưa quý vị, hai thủ tướng nhất trí khẳng định tăng cường phối hợp trao đổi thông tin trong đấu tranh với các tổ chức khủng bố phản động, đảm bảo không cho phép bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào sử dụng lãnh thổ của nước này để chống lại nước kia. Đây chính là vấn đề mấu chốt, vấn đề quan trọng, và VTV nghĩ những người quan tâm tới đối tượng liên quan tới vụ khủng bố Đắk Lắk đang lẩn trốn ở nước ngoài đều quan tâm nội dung này. Chi tiết cụ thể được hai thủ tướng thống nhất sẽ xử lý đối tượng dùng lãnh thổ nước này chống nước kia, cho thấy quyết tâm của hai bên là triệt để giải quyết những đối tượng này. Việc quan tâm tới các cá nhân tổ chức chống phá nhà nước ở cấp độ thủ tướng chính phủ của hai nước cũng cho thấy nơi ẩn náu an toàn của những kẻ phạm tội tại Việt Nam trốn ở Thái Lan đã chấm dứt. Tất cả sẽ như tôm nằm trong giọ, cá nằm trong nơm. Nhưng chắc chắn đối tượng quan tâm nhiều nhất đến cam kết của hai thủ tướng Thái Lan và Việt Nam là các ổ nhóm chống cộng người Việt, các tổ chức nhân quyền thổ tả. Họ đặc biệt lo lắng cho số phận của tên Y Quynh và một số cá nhân tổ chức có tư tưởng chống phá nhà nước Việt Nam khác hiện đang trốn ở Thái Lan. Họ dùng rất nhiều thủ thuật, thủ đoạn bóp méo xuyên tạc về vụ việc trên truyền thông. Họ gửi tới cả các cơ quan nhân quyền của Liên Hiệp Quốc để tố cáo cam kết dẫn độ tội phạm giữa Việt Nam và Thái Lan. Đây là chuyện lạ có thật. Và lạ lùng nhất là các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc cũng bày tỏ sự quan ngại đặc biệt về trường hợp của ông Y Quynh. Đây là cách gọi, cách bình luận của VOA, chứng tỏ sự đấu tranh mang tính can thiệp của họ vào công việc nội bộ của Việt Nam và Thái Lan cũng ít nhiều có hiệu quả. Thưa quý vị, giữa tháng 8 vừa qua, VOA đã có một bài viết với tiêu đề Liên Hiệp Quốc đề nghị Việt Nam, Thái Lan giải trình về việc hai nước hợp tác dẫn độ người thượng tị nạn. Thật vô cùng nực cười và hài hước. Quan hệ song phương của hai quốc gia phải giải trình cho Liên Hiệp Quốc. VOA bình luận rằng các chuyên gia của Liên Hiệp Quốc có nhiều lý do để họ tin rằng vụ bắt giữ Y Quynh được thực hiện liên quan đến yêu cầu dẫn độ từ Việt Nam về bản án 10 năm tù tội khủng bố. Và nếu ông bị buộc phải trở về Việt Nam thì tính mạng của ông, tức là Y Quynh, có thể bị đe dọa. Vẫn theo VOA, các chuyên gia Liên Hiệp Quốc còn yêu cầu giải trình lý do vì sao Bộ Công an Việt Nam lại liệt nhóm người thượng vì công lý vào danh sách các tổ chức khủng bố ngày 6 tháng 3 năm 2024. Lại một sự nực cười hài hước nữa, thì ra muốn quy kết những kẻ tham gia vụ xả súng vào trụ sở chính quyền ở Đắk Lắk là khủng bố thì phải báo cáo xin phép ý kiến của những nhân viên này. Và tất yếu sự ngang ngược này không được phía Việt Nam và Thái Lan quan tâm. Và cũng chính những nhân viên làm việc ở Cao ủy Nhân quyền Liên Hiệp Quốc có đề nghị can thiệp vào
công việc nội bộ của Việt Nam và Thái Lan đã phải cay đắng thừa nhận rằng đã quá thời hạn 60 ngày kể từ ngày văn thư được gửi đi, nhưng cả hai chính phủ Việt Nam và Thái Lan đều chưa phản hồi. Thông tin này cũng chính từ VOA đưa ra, thưa quý vị. VTV nghe thông tin này thật sự không nhịn được cười về độ hài hước. Cơ quan chức năng của Thái Lan và Việt Nam không chịu nể mặt các chuyên viên nhân quyền Liên Hiệp Quốc tẹo nào. Ít nhất thì cũng trả lời từ từ, chúng tôi còn nghiên cứu xem xét, hay cho chúng tôi thời gian dẫn độ xong tên Y Quynh rồi tính tiếp. Đằng này cả Việt Nam và Thái Lan không trả lời, không quan tâm. Cơ quan chức năng của hai nước Việt Nam, Thái Lan có đọc bản yêu cầu đó hay không? Có khi chưa đọc bởi biết trước nội dung nên ném ngay vào sọt rác rồi, thưa quý vị. Chẳng có luật nào của Liên Hiệp Quốc cấm hai nước ký hợp tác dẫn độ tội phạm, đặc biệt là tội phạm khủng bố. Và cũng chẳng có điều luật nào của Liên Hiệp Quốc cho phép nhân viên Liên Hiệp Quốc đi bao bọc bảo vệ nhằm chạy tội cho một tên tội phạm chỉ đạo khủng bố 2 năm rõ 10. VTV vỗ tay hoan hô nhiệt liệt cách ứng xử của cơ quan chức năng Việt Nam và Thái Lan. Im lặng chính là câu trả lời. Những gì hai quốc gia cam kết cứ thế thi hành, khỏi phải báo cáo ở bất cứ một tổ chức nào, dù là danh nghĩa Liên Hiệp Quốc. An ninh quốc gia phải được đặt lên hàng đầu. Y Quynh chắc chắn nằm im trong sọt, không thể cựa quậy khi Thủ tướng Việt Nam và Thủ tướng Thái Lan đã khẳng định như vừa nêu ở trên. Thưa quý vị, nội dung thứ hai cũng khá hấp dẫn, khá ly kỳ và ấn tượng. Đó là trong quá khứ, Thái Lan đã từng thẳng thừng bác yêu cầu dẫn độ trùm tội phạm buôn lậu vũ khí người Nga sang Mỹ. VTV xin tóm tắt ngắn như sau. Một phiên tòa hình sự tại Bangkok đã bác yêu cầu dẫn độ trùm buôn lậu vũ khí người Nga có tên là Victor Bot. Theo yêu cầu của cơ quan mật vụ Bộ Tư pháp Mỹ, tòa án Thái Lan quả là không biết câu nể mặt cường quốc là gì. Thế mới gọi là độc lập tự do, tự lo cho mình. Chi tiết vụ việc như sau. Lực lượng nổi dậy ở Colombia có tên viết tắt là FARC bị Mỹ đưa vào danh sách các nhóm khủng bố. Chùm buôn lậu người Nga kể trên có biệt danh lái buôn tử thần, lái súng người Nga Victor đã tham gia một thương vụ chuyển giao vũ khí cho lực lượng nổi dậy ở Colombia. Tổng trị giá của thương vụ này là 5 triệu đô la. Hai bên thỏa thuận sẽ thanh toán tại Bangkok, Thái Lan. Đây chính là lý do cảnh sát Thái Lan đã bắt được chùm buôn lậu người Nga khi đang lưu trú tại một khách sạn ở Bangkok. Chùm buôn lậu người Nga Victor Bot tốt nghiệp Học viện Quân sự ở Moscow, giao tiếp lưu loát 6 ngoại ngữ, chỉ số IQ cao hơn người bình thường trên 170. Khi Liên Xô tan rã, nhiều căn cứ quân sự bị giải tán, không quân Nga lâm vào cảnh không có tiền trợ cấp, nhiên liệu và bảo dưỡng. Hàng trăm chiếc máy bay chở hàng hóa bị bỏ lại tại sân bay hay các căn cứ quân sự. Victor khi đó mới 25 tuổi, vậy mà có khả năng mua 3 chiếc máy bay Antonov khổng lồ, sau đó thuê phi công lái rồi chở hàng trên nhiều tuyến bay quốc tế. Chỉ trong vòng 10 năm, Victor đã có trong tay hơn 50 chuyên cơ do Liên Xô sản xuất, chủ yếu là loại máy bay Antonov. Trong phiên tòa xét xử tại Thái Lan, Victor đã biện hộ rằng ông ta là một chủ doanh nghiệp vận tải hàng không hợp pháp và đến Bangkok để thảo luận việc bán máy bay cho một công ty tại Thái Lan. Victor cũng tố cáo Mỹ tìm mọi cách mưu hại mình. Ngay sau khi nghe phán quyết của tòa, Victor đã nhảy lên và giơ hai ngón tay thành hình chữ V, biểu tượng cho sự chiến thắng. Thưa quý vị, và đây chính là lý do mấu chốt để tòa án Thái Lan bác bỏ yêu cầu dẫn độ trùm buôn lậu vũ khí Nga theo yêu cầu của Mỹ. Đó là thẩm phán phiên tòa khẳng định, Thái Lan không coi lực lượng nổi dậy tại Colombia là nhóm khủng bố. Các công tố viên có quyền kháng án trong vòng 72 giờ. Nếu không, Victor sẽ được trả tự do ngay lập tức. Đại diện Sứ quán Mỹ tại Bangkok tỏ ra hết sức thất vọng. Trong khi đó, Đại sứ quán Nga cho biết Nga rất hài lòng với quyết định của tòa án để trùm buôn lậu vũ khí Nga nhanh chóng về nước. Qua vụ việc này, chúng ta hiểu thêm về cách ứng xử của Vương quốc Thái Lan. Mọi quyết định của tòa án đều xuất phát từ luật pháp của Thái Lan, thể hiện tính độc lập rất cao, thưa quý vị. Mọi áp lực từ bên ngoài đều vô nghĩa.
Với cường quốc Hoa Kỳ mà Thái Lan còn kiên quyết giữ tự tôn độc lập như vậy, thì chắc chắn Thái Lan sẽ bỏ ngoài tai những ý kiến áp lực của những tổ chức nhân quyền hay những cá nhân dân biểu Mỹ. Những đòi hỏi Thái Lan không được dẫn độ y quynh của các ổ nhóm chống cộng người Việt, càng không có bất kỳ một giá trị nào, dù là nhỏ nhất. Y quynh có cánh cũng không thể bay khỏi lưới pháp luật của Thái Lan. Và chắc chắn với những hành vi tổ chức khủng bố mà tên này gây nên, hắn sẽ phải đền tội. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau. Thân ái kính chào quý vị khán giả của VTV. Thank you.